Xin chào mọi người, kênh này không phải là kênh môi giới. Số điện thoại chủ nhà nằm ở đây nè. Em chúc mọi người xem clip vui vẻ. Căn nhà ngày hôm nay là nằm ở hẻm 120 Thích Quảng Đức ở quận Phú Nhuận. Trước khi xem nhà, em mời mọi người xem qua tiện ích xung quanh nhà: phòng khám chuyên khoa nhi, trường mẫu giáo Sơn Ca, trường trung học độc lập, cửa hàng tiện lợi Mini Stop, trạm y tế phường 5, hiệu thuốc Pharma City, cửa hàng tiện lợi Bách Hóa Xanh, trường tiểu học Cao Bá Quát, ngân hàng BV, ngân hàng Bắc Á, trường trung học cơ sở Châu Văn Liêm. Căn nhà ngày hôm nay có địa chỉ là 120/98/40 đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận nha mọi người. Trước nhà mình thì là khá là rộng luôn. Đó, chỗ này là xe máy qua lại được 2-3 chiếc. Và ngay nhà mình nè là không có lỗi phong thủy như là cống hay cục điện gì hết nha. Và xung quanh là cực kỳ yên tĩnh luôn. Đó, và xung quanh là đa số là xây nhà cao tầng là tầm 4-5 tầng nha mọi người. Đây là kết cấu bên ngoài nhà của mình. Thì diện tích và giá cả của căn nhà đó em sẽ để bên góc trái video á, mọi người cứ xem nha. Đây là bên trong của nhà mình. Nhà mình có chừa một cái sân nè mọi người. Đây là cái sân lộ giới á. Đó, chỗ này là để được khoảng 2-3 chiếc xe nha. Thì hiện tại là đang để nhà trống. Tại vì nhà vừa mới hết hợp đồng thuê á. Đó, cho nên là gia đình lấy lại để bán cho dễ. Cho nên là mọi người có thể dọn vô bất kỳ lúc nào cũng được. Dưới cầu thang mình có thêm một cái khoảng trống nè. Chỗ này mình đóng một cái kệ nhỏ để làm kho cũng được nha. Còn đây là góc nhìn từ dưới lên nè. Tiếp theo bây giờ sẽ là khu vực ở dưới bếp nha mọi người. Thì đây là cái khu vực bếp nè. Chỗ này chủ nhà có chừa một cái khoảng trống á. Đó là chỗ này chúng ta có thể để được một cái tủ lạnh nè mọi người. Rồi, tiếp theo sẽ là ở cuối nhà. Thì ở cuối nhà chúng ta có một cái giếng trời giúp để thông thoáng hết nguyên căn nhà nha mọi người. Nên nhà trước hay sau gì cũng đều rất là thoáng. Bên tay trái sẽ là khu vực nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh là lót gạch hết toàn bộ luôn rồi nha mọi người. Nên nhìn rất là sạch sẽ luôn nha. Bây giờ em sẽ quay tiếp khu vực lầu 1 cho mọi người xem nha. Thì ngay giữa cầu thang ngay lầu 1 á, ở đây chủ nhà có là một cái tấm kính cường lực. Cái này sẽ rất an toàn cho gia đình nào có trẻ nhỏ nha. Thì ngay lầu 1 là có hai phòng ngủ, bên trái và bên phải. Em sẽ quay cái phòng bên trái trước. Đây, phòng rất là rộng nha mọi người. Cửa thì là cửa gỗ nè. Và sàn là sàn giả gỗ nha. Đó, phòng rất là rộng luôn. Và ở đằng sau của mình á là có một cái sân sau, có nhà vệ sinh. Và ở đây có một cái giếng trời nè mọi người. Đó, cái giếng trời mà thông xuống cái khu bếp đằng sau á. Và trên nóc nhà vệ sinh á là có một khoảng trống dùng để chứa bồn nước nè. Đó. Và đây là cái nhà vệ sinh ở phòng ở đằng sau. Nhà vệ sinh rất là sạch sẽ luôn nha mọi người. Lót gạch hết toàn bộ nên rất là sạch luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ đi ra cái phòng ở đằng trước. Thì nhà mình á là gồm hai phòng ngủ và ba nhà vệ sinh. Nhà rất thích hợp cho gia đình nào tầm từ 2 tới 3 người ở nha. Đây là cái phòng ở đằng trước, cũng có nhà vệ sinh ở trong phòng luôn. Mỗi phòng là một nhà vệ sinh riêng hết luôn nha mọi người. Phòng này thì có vẻ rộng hơn cái phòng ở đằng sau tí xíu. Tại vì chúng ta không có mất cái diện tích để xây giếng trời á. Đó, nhưng mà ở đây là xây full hết luôn. Và chúng ta cũng có cửa sổ và ban công nên là phòng cũng rất là thoáng nè. Đây là cái ban công của mình nè mọi người. Đó. Phía trước nhà mình rất là rộng rãi luôn nha mọi người. Mọi người ơi, khoan rời đi. Nhớ ấn like và subscribe để ủng hộ kênh em nha. Em cảm ơn và chúc mọi người tìm được căn nhà ưng ý.